Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Anh em ơi, anh em làm cái phiếu khảo sát này chưa? Mình cứ thấy nó lừa nè anh em ạ. Và với một kẻ đa nghi như mình thì bây giờ mình sẽ đi làm khảo sát luôn. Nào, khảo sát tiểu yêu tầm đạo, bắt đầu đố vui. Giới tính của bạn là gì? Méo tiết lộ. Độ tuổi của bạn dưới 18, 18, 24, 25, 34, 35, 14, 45, 54, trên 65 tuổi, bố của game luôn. Nghề nghiệp của bạn là gì? Học sinh, nhân viên hành chính, quản lý, công chức nhà nước. Nghề tự do, nông nghiệp, phục vụ, part time, tự kinh doanh, đang tìm việc, nội trợ, đã nghỉ hưu. 65 tuổi đã nghỉ hưu rồi đúng không anh em? Đấy. Đã là làm nó phải logic anh em nhé. Mặc dù là bịa ra nhưng mà nó vẫn phải logic tí anh em ạ. Đạo hữu đã từng nạp game chưa? Chưa? Nạp đâu? Rồi, lý do đạo hữu chưa nạp game là gì? Các vật phẩm trong game quá đắt, tôi không thể mua. Tôi là học sinh không? Cái này không đúng. Mình là trên 65 tuổi cơ mà. Tôi theo môn phái cày chay. Tôi cảm thấy chi trả tiền vào game là lãng phí. Khác. Tôi để dành tiền. Việt tiếng Việt à? Tôi để dành tiền mua bim bim cho cháu. Đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo. Nếu các gói nạp và skin giảm giá, đạo hữu có mua không? Tôi đã nạp rồi, nếu giảm giá, tôi sẽ nạp nhiều hơn. Có không? Có không? Nên mua anh em nhỉ? Nếu skin giảm giá, mèo mua. Nói chung là cứ phải bỏ vào mồm. Đấy, mua bim bim cho các cháu vẫn là chân ái anh em ạ. Đạo hữu biết đến các ưu đãi nạp qua kênh thông tin nào? Fanpage group, thông báo trong game, bạn bè giới thiệu. Chưa biết về các ưu đãi nạp. Thông báo trong game đấy thế. Có tí nhiều ô nhỉ? Tí được một ô thôi. Đấy, câu hỏi tiếp theo. Đạo hữu thường nạp để mua những vật phẩm nào? Các gói bình đào, thẻ tháng và thẻ vĩnh viễn, tất cả các gói skin, các gói cơ bản và skin thường. Ủa hay thật, mình có nạp đâu nhỉ mà nó hỏi mình câu này. Thẻ tháng và thẻ vĩnh viễn chứ biết làm sao bây giờ. Bố mày gọi là làm nhiễu loạn luôn. Mặc dù tao không nạp nhưng mà tao cứ để vào đây để cho mày tưởng là tao nạp gì. Ok, tiếp theo. Nếu được giảm giá rất nhiều, đạo hữu sẽ cân nhắc mua vật phẩm gì? Tất cả các gói skin, thẻ tháng và thẻ vĩnh viễn. Đấy, lại tiếp tục làm nhiễu nhé. Bởi vì là đâu có sự lựa chọn là bim bim đâu. Mình chỉ mua bim bim thôi mà. Hiện tại có các hình thức như nạp qua web của Fantap ưu đãi 22% đâu. Và nạp Nightpay ưu đãi 4%. Đạo hữu sẽ nạp chứ? Không nạp. Đã bảo rồi, góp ý để cải thiện cho trang nạp. Tôi không nạp. Nên tôi không có góp ý gì thêm. Góp ý gì thêm? Tôi có góp ý. Viết được tiếng Việt rồi này. Để viết lại tiếng Việt nhé. Tôi không nạp. Ok à? Mê bịp à? Hay thật đấy. Nên không có góp ý gì thêm. Nếu được thì game cho thêm nhiều cốt free để tôi cày chay cùng các cháu cho vui vẻ tuổi già. Đấy, trên 65 nó lại là như vậy anh em nhá. Gửi. Chúc mừng. Đồng ý luôn. Đó. Đã phát thưởng. Ok. Ok à? Hả? Tao biết ngay mà. Mày lừa đúng không? À đây đây đây. Quà ở trong này anh em ạ. Cô nhận xong rồi. Nó vẫn còn đây. Ảo ma Canada thế nhở? Nhìn ngứa hết cả mắt luôn đấy. Không biết là ngày mai nó có bỏ cái khung này đi không nhở? Nhìn cho nó rộng chỗ không, nhìn thấy kín tràn lan trên màn hình. Cay thực sự.